Mến chào tất cả quý ông bà và anh chị em, con là Linh Mục An Bình. Xin được chào đón quý vị trở lại với chương trình Thánh Ca Lời Con Muốn Nói. Kính thưa quý vị, trong chúng ta đã bước vào tháng 11 là tháng của các linh hồn. Hôm nay trong ca đoạn của chúng con có những khuôn mặt mới và cũ đến đây để hát và trò chuyện với quý vị. Vậy thì em xin gửi lời chào đến quý anh chị. Chào. Hôm nay chúng ta có một member mới, chỗ tay welcome. Xin làm giới thiệu tên cho quý vị. Chào cha và xin kính chào quý vị. Phần tên là Đạt Vũ trong ca đoàn Gloria. Okay, chào anh, welcome. Chào vâng. Con là Vũ Nguyễn thì con cũng xuất hiện trên chương trình này cũng một vài show rồi. Hôm nay có được hát solo không anh? Không, còn chỉ là cái vai mà vai phụ để mà support những vai chính. Anh Vũ rất là làm việc rất là chăm chỉ và hy vọng là những ngày hôm nay khiêm tốn và hy vọng sẽ được nghe anh hát nhiều hơn. Em mời chị. Con xin chào quý vị khán thính giả, con chào cha, con tên là Thùy Trang ạ. Con kính chào cha, con là Thanh Thúy, rất là vui được trở lại với chương trình của cha. Vâng, thì chào quý anh chị, hôm nay chúng ta đã bước vào tháng 11 là tháng của các linh hồn. Không biết là ngày Halloween anh chị có chơi trò chơi gì không vậy? Còn sợ ma lắm nha. Nhưng mà hy vọng qua những cái hóa trang như vậy là chúng ta cũng chào đón, tại vì chúng ta là thân phận con người sẽ phải qua đi và một ngày chúng ta phải đối diện với cái chết để chúng ta thực sự trở về quê trời. Vậy thì em xin hỏi quý anh chị là trong tháng của các linh hồn thì thường thường gia đình hay là anh chị có làm gì đặc biệt không? Bắt đầu từ anh. Dạ, thường chúng con xin lễ cầu cho các linh hồn và đi viếng nghĩa địa đọc kinh. Nghĩa trang ha. Dạ vâng. Còn anh Vũ, chắc là hát phải không anh? Vâng, thì con thì cũng giống như Đạt là con cũng xin lễ cùng người trong bà tổ tiên và con cũng ra mộ viếng ông bà. Chắc tí nữa đây chắc em cũng mời quý anh chị chia sẻ là khi mà ông bà chúng ta khi mà trong tuổi lớn thì thường thường đã dạy con cái làm những cái việc gì để chúng ta phụng sự Thiên Chúa. Còn hai chị thì sao? Dạ, chúng con cũng như vậy á cha. Cũng giống nhau hết. Đi xin lễ rồi đi thăm viếng mộ. Và em nghĩ là giáo hội cho chúng ta một nguyên một cái tháng để chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn. Và chúng ta cũng nhớ về cái thân phận của mình là cái cát bụi sẽ trở về bụi tro. Và chúng ta lúc nào cũng phải là nhớ đến Thiên Chúa và xin Thiên Chúa hướng dẫn cho cái đời sống tâm linh của mình. Vậy thì cái bài hát đầu tiên mà không biết là chúng ta gửi đến quý khán thính giả là bài hát gì, xin mời một anh chị giới thiệu bài hát này. Chúng con sẽ hát bài gốc là tiếng Anh là Nearer My God To Thee của tác giả là Sarah Flower Adams và dịch ra tiếng Việt là Đưa Con Về Trời của Lại Quốc Hùng. Thì là cái bài này nó có bốn bè cha. Thì là Trang sẽ hát soprano, rồi Thúy là alto, rồi Đạt là tenor, còn con là bass. Vâng, vậy giờ đây xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đưa Con Về Trời. Đưa con về trời gần đi.
Cảm ơn các anh chị, một cái bài hát rất là tâm tình ha. Thì ca đoàn chúng ta hát đám cưới bây giờ qua đám tang luôn. Mà hát nhạc nào cũng hay. Thì cũng thưa quý vị là chúng ta cũng biết là tháng 11 là chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn. Và con nhớ là con đọc ở trong Cựu Ước thì giáo hội đã dành 30 ngày. Chúng ta nhớ là khi mà ông Moses và ông Aaron là hai anh em ông bị qua đời thì dân Do Thái đã khóc 30 đêm ngày để cầu nguyện cho linh hồn của hai ông. Và bây giờ chúng ta trong cái giáo hội với những cái biến triển của thần học thì các vị tiên khởi đã dùng 30 ngày trong tháng 11 để chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn. Và chúng ta biết là thân phận của chúng ta là thân phận cát bụi. Và trong đời sống của chúng ta thì không ít thì nhiều, chúng ta cũng có những cái lỗi lầm. Thì đây là một cái tháng rất là đặc biệt để gia đình chúng ta có thể quây quần, ngồi đọc kinh với nhau để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên của mình. Vậy thì không biết là chắc là ba mẹ hay là ông bà nội, ông bà ngoại của anh chị chắc còn sống hay là đã qua đời? Không biết có ai muốn chia sẻ một chút xíu về những cái gì mà ông bà chúng ta đã dạy chúng ta? Bố. Thì bà ngoại của con thì rất là siêng năng về giống như kinh sách với nhà thờ. Thì bà ngoại con là hồi nhỏ là cứ nói là mấy đứa lớn lên là nhớ phải đi tu đó. Bà ngoại con dạy cho con là đọc kinh, là sáng phải dâng mình, rồi tối là phải nhớ đọc kinh để cảm ơn Chúa. Cho nên là khi mà bà ngoại con mất thì con cũng rất là thương bà ngoại. Và em nhớ là khi mà ông bà hay là cha mẹ chúng ta dạy cho chúng ta những cái điều này thì khi mà bố mẹ chúng ta qua đời thì chúng ta cũng nhớ và cầu nguyện cho các ngài. Và khi mà nghe anh chị hát cái bài này thì em cũng nhớ bài của cha Kim Long: khi Chúa thương gọi con về, nhưng mà câu trả lời là không, con chưa về là con chưa về. Tại vì chúng ta thường thường là khi mà ai cũng muốn lên thiên đàng hết mà không muốn chết. Cả đoàn con thì nó dẫn lời khi Chúa thương gọi vợ con về thì đoàn con hân hoan. Cái này là coi chừng là về nhà là bị quỳ. Anh Vũ này bạo quá. Anh Vũ là thì là càng là sông tiến lên phải không? Nhưng mà đối với quý anh chị đó thì
khi mà cái mùa này là kiểu như là mình nhìn lại cái đời sống của mình ha, là mình biết thân phận của mình thì chắc sớm muộn gì mình cũng phải về diện kiến Chúa, thì chúng ta cố gắng trong cái đời sống của chúng ta để chúng ta sống làm sao mình thực hiện những cái huấn luận của Chúa đã dạy và những cái điều của giáo hội đã dạy, để chúng ta khi mà về với Chúa thì không phải run sợ. Vậy thì không biết là một cái bài kế tiếp, một anh chị có thể giới thiệu cái bài kế tiếp. Dạ, con xin giới thiệu bài kế tiếp. Bài kế tiếp muốn diễn tả một tâm hồn khao khát tìm đến Chúa, như người con đi xa nhà, trước sau về gì rồi cũng về với mái nhà của mình. Thì khi về tới nhà thì mới biết là cha của mình như chúng ta thì là Chúa. Thì khi gặp Chúa mình mới biết rõ Chúa hơn, Chúa là ai và mình là ai. Và con muốn giới thiệu bài hát đó là bài Tìm Về của nhạc sĩ Giang Ân. Vâng, và giờ đây xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tìm Về. Trở về bên Chúa.
một cái bài hát tìm về rất là tâm tình, phải không quý anh chị? Yeah. Không biết là trong mà cái chủ đề mà tìm về, là không biết là trong đời sống của anh chị có thấy linh hồn nào tìm về hỏi thăm mình chưa? Dạ thưa cha, con không có đi đêm. Vâng, là không đi đêm là không có bị gặp ma. Con thì chưa có gặp ma nhưng mà con gặp quỷ rồi. Dữ dội vậy đó. Em không biết làm sao, nhưng mà có một câu chuyện như thế này này, là có một cha xứ kia thì với giáo dân nói là cứ đưa tiền cho cha xin lễ đó, mà rồi cha xin lễ rồi cha chưa có kịp làm mà cha đã bị qua đời. Thì bởi vậy một khi hôm kia thì đã nghi lễ đã xong hết rồi thì có cha ở trong nhà, có cha phó thấy cái cửa gõ cộc 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 cộc, mà không biết là tại sao, thì nói là có phải là cái hồn của người cha xứ đó về hay không. Thì qua cái cơn mộng á, thì người cha phó mới nhận biết rằng là cha xứ đã nhận những cái bổng lễ để cầu nguyện cho các linh hồn mà quên, chưa có ghi vào sổ của giáo xứ. Bởi vậy bây giờ là phải về nhắc cho cha phó làm lại giúp mình. Thì bởi vậy quý vị mà nếu mà muốn xin lễ thì cứ vô thẳng giáo xứ, không thôi là con lại phải đi về nữa mất công. Còn cha sao, cha có được linh hồn nào hỏi thăm không cha? Chưa có chị cứ, nhưng mà thực sự thì có lúc mà ba em gần mất thì thật sự là cái này như là trong một cái thế giới linh thiêng như vậy. Thì lúc mà ba em gần mất á, thì ba em có kể với mẹ em là nói là hình như là ông bà nội về để đón ba em. Thì cái đó là trong cái niềm tin của người Công giáo thì mình không biết nó như thế nào, nhưng mà mình biết rằng là Chúa vẫn cho các linh hồn có thể trở về để có thể nói nhắn nhủ một cái điều gì đó. Thì qua cái câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của em như vậy, thì em cảm thấy là nhiều khi là khi một người nào có qua đời đó, thì những người thân của mình cũng có thể nói là về an ủi hay là chở che để nói là don't worry, như là có thế giới Chúa đang đón mình. Thì với cái niềm tin như vậy thì em nghĩ là cái người mà sắp qua đời họ cũng sẽ được bình an hơn. Các anh chị có kinh nghiệm gì muốn kể với quý khán giả không? Chẳng có gì không? Con sợ ma lắm, cho nên con nghĩ là Chúa không có cho ma về nhà con đâu trời. Vâng, con đúng tìm con chết. Con thì có đọc những chuyện mà về các linh hồn hiện về đó, thì là họ rất cần mình giống như cầu nguyện và xin lễ. Cho nên là thì con nghĩ là mình cũng nên là đặc biệt các tháng linh hồn này đó, thì mình cũng nên cầu nguyện và xin lễ cho những linh hồn, nhất là những linh hồn mà mình có thể gọi là linh hồn mồ côi, là không phải cầu nguyện cho đó. Tí nữa sau cái bài hát này em sẽ có một cái câu chuyện rất là hay để kể cho quý khán giả và các anh chị nghe. Và hôm nay là cảm ơn anh Đạt đã đến đây, chúng ta thấy là anh Đạt là một cao viên mới rất là hiền lành và cũng là single and available quý vị. Anh này là biết đánh đàn này, biết hát này và rất là làm việc siêng năng. Thì quý vị làm ơn hốt dùm anh giúp con. Chết rồi cha ơi, sao cha lựa ngay lễ linh hồn cho làm ma rồi cha. Không, nhưng mà trong niềm tin của Thiên Chúa thì chắc không có sao phải không? Hy vọng là các cô, các chị đang coi đài ở đây thì có thể là email về. Tại vì show này thì của chúng con là lời nói tâm tình lên Thiên Chúa, mà nhiều khi cũng làm mai luôn quý vị. Tối này đom đóm nó bay đầy. Vậy thôi bây giờ thì chắc con sẽ trở lại với câu chuyện đó. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta giới thiệu cái bài hát kế tiếp. Dạ thưa cha, bài hát kế tiếp thì con sẽ trình bày đó thì nó theo cái niềm tin của người Công giáo mình, đó là chết không phải là hết, mà chỉ là một cái tạm biệt để mà mình đi qua cái thế giới bên kia, mình đi về với Chúa. Thì tụi con thích cái bài này lắm, tại vì nó có một cái lời con rất là thấy rất là hay, là sống cho đi để được chết lành. Tức là cuộc sống của mình trên cái cuộc sống mà bây giờ đó, là mình phải làm những cái điều thiện để mà mình tu cho cái đời sau, để là mình sẽ được lên thiên đàng cái đời sau. Thì cái bài này là của Linh Mục Nguyễn Duy. Thì cha có một cái lời tự bài hát rất là hay, tức là lời kinh tạm biệt, tức là không phải lời kinh vĩnh biệt mà là lời kinh tạm biệt, tức là mình sẽ tạm biệt cái thế giới này để mình gặp lại cái thế giới bên sau ạ. Vâng, vậy giờ đây xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Lời Kinh Tạm Biệt.
cho người ngủ yên năm tháng. Lúc chết đi người được hỷ hoan, Chúa giang tay chờ đầy tớ trung thành. Một đời sống hy sinh tìm về bên an bình, hương buồn vui trong Chúa chỉ thay. Chờ ngày mai phục sinh trọn vẹn kia thay tên, sống cho đi để đường chết lành. Xuôi tay xuống có gì những gì để trình diện Chúa, chút nên yêu mong manh mà thôi, hãy mang theo cùng và hãy an lòng. Một đời sống hy sinh tìm về bên an bình, hương buồn vui trong Chúa chỉ. Em thấy cái lời kinh tạm biệt này, thấy tạm biệt mà thấy trong một cái niềm vui và cái niềm tự tin, phải không? Dạ, đúng rồi. Vâng, kính thưa quý vị, thì trước cái bài hát thì anh Đạt anh complain chút xíu. Anh nói là cha giới thiệu sai rồi, phải nói là giới thiệu là được hốt chứ không phải là bị hốt. Dạ, với lại cha cũng phải nhắc là ai hốt phải U60 hay 70. Tôi bây giờ u bao nhiêu mà nói đi luôn nè. Dạ, u nào cũng được. Dạ, u nào cũng được. Dạ, nói rồi hối rất là rất là dễ dãi mà tùy hỷ rồi. Tại có cha là cầm điện thoại luôn. Con sẽ cầm điện thoại luôn, mà nếu mà cái chuyện này nó suôn sẻ rồi chắc là cái show này chắc là bài luôn. U đầu có được không chứ? U đầu thì chắc không được phải. Vậy cha phải có chương trình như là lời em hay là lời anh muốn nói nữa rồi. Cha có lẽ là phải nghĩ mai mối là... Nên em đang có ta. Đúng rồi, thưa quý vị, thì chúng quý vị thấy là chúng con sinh hoạt rất là vui. Thì trong cái chương trình này chúng con cũng mời tất cả các ca trưởng, ca đoàn, các ca viên, các anh chị nào mà muốn hát thánh ca thì liên lạc với chúng con để chúng con có thể làm những cái show để chúng ta ca ngợi Thiên Chúa. Vậy thì trở lại cái đề tài mà các linh hồn á, quý anh chị, thì em có một câu chuyện như sau là được kể rằng là có một cái anh chàng thanh niên kia, thì khi mà sống như vậy thì cũng là rất là quậy phá và rất là phá người này phá người kia, bởi vậy nhiều người cũng không có thích lắm. Nhưng mà anh ta có một cái đặc điểm là anh ta lâu lâu
cầu nguyện cho các linh hồn và xin lễ cho các linh hồn. Thì một ngày kia thì anh trong một cái bữa tiệc thì anh nói hơi quá đáng. Bởi vậy một số người là tính là làm hại anh. À, có nghĩa là làm một cái bẫy để cho anh đi. Cái này cũng hơi ác một chút xíu là làm cái bẫy và để cho anh ngã xuống đó để anh chết đi. Tại vì cái lời nói của anh rất là không có được nhã nhặn cho lắm. Thì khi mà trên đường về như vậy đó thì anh ta tới một cái đồi kia. Thì anh thấy một cái bóng người như là bị treo cổ ở trên cái cây. Thì anh thấy như vậy thì anh bảo anh tội nghiệp quá, anh dừng lại. Anh đọc kinh cho cái linh hồn đó. Thì trong khi mà cái linh hồn đó như vậy thì tự nhiên mấy người kia họ đánh đập anh. Anh có nghĩa là cầm dao, cầm búa để rượt để đánh anh. Thì trong cái tình trạng đó thì anh tự nhiên anh cảm thấy như là một cái gì đó bao bọc anh. Thì trong một lúc đó thì cái người đó, cái xác chết đó nói tôi là một linh hồn và được các linh hồn mà anh đã cầu nguyện cho những năm tháng trước đây, họ biết là anh có phạm tội nặng. Khi mà anh mất như vậy thì anh sẽ bị mất linh hồn. Bởi vậy các linh hồn đó đã cho lên tôi lên đây để bảo vệ cho anh, để cho anh khỏi bị chết mà khỏi bị mất linh hồn. Thì khi mà nghe đó thì nghe được những cái lời đó thì anh ta thật sự sám hối. Và một cái điều rất là đẹp là anh ta đã vào một cái dòng tu để tu và trở thành một linh mục. Thì chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta tin là các thánh thông công, chúng ta trong cái đạo của chúng ta thì chúng ta cầu nguyện cho các thánh, các linh hồn, và các thánh, các linh hồn cũng cầu nguyện cho chúng ta và bảo trợ cho chúng ta như vậy. Thì trong tháng này thì chúng ta cố gắng đi ra thăm mộ của các bậc tiền nhân, rồi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là chúng ta có thể làm được những cái việc phúc đức. Và chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn. Em có nhớ trong Kinh Thánh có câu chuyện của Thánh, em không nghĩ, Thánh Benito có kể một câu chuyện là Ngài là Thánh, Ngài là một linh mục. Và khi mà cầu nguyện như vậy, làm lễ cho các linh mục như vậy, làm lễ cho các linh hồn như vậy, thì Ngài có cảm thấy như là Ngài thấy trong cái vision của Ngài, Ngài thấy một cái cầu thang và các linh hồn đó đã leo cái cầu thang đó để lên trời. Thì những cái thánh lễ hay là những cái việc làm phúc đức của chúng ta thì sẽ giúp được các linh hồn trong luyện tội. Cũng nên xin lễ cho các linh hồn. Dạ đúng rồi. Và một cái bài hát cuối, cái bài hát cuối là bài hát gì nhỉ? Các anh chị có muốn chia sẻ gì nữa không? Có muốn chia sẻ là gặp ma hay là ông bà hiện về nói là phải đi nhà thờ? Dạ không có chứ. Vậy thì để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay thì con xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hy Lễ Cuối Cùng của Linh Mục Ấn Đức. Cái bài hát này nói lên cái sự khát khao của một người trần thế ở đời này cũng muốn được gần Chúa và ở đời sau cũng luôn luôn được ở bên Chúa như vậy. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn đời con trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha ban ngày, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó. Vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, vì chôn ngày an trong Chúa muôn đời.
lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Chị thì một lần nữa thì cảm ơn các anh chị đã đến đây chung tiếng hát. Thì welcome anh Đạt, lần này không phải là lần đầu nhưng mà không phải lần cuối. Thì hy vọng là mở mày một u hốt luôn sao. thì mời u đó trở lại đây hát luôn. Là lúc đó cha sẽ có package là từ đám cưới đến rửa tội rồi sức giàu luôn. Mà đến bài này hát từ từ hay hát chưa? Trời, có mua hốt là coi như là cha trở thành là mai rất là mát tay. Thôi cứ đó để nói sau. Nhưng mà thôi thì giờ thì đã hết thời gian thì chúng con cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chúng con hát những nhạc phẩm về tháng linh hồn, cầu nguyện cho các linh hồn. Thì con cũng xin mời tất cả quý ông bà và anh chị em cùng đồng hành với chúng con, và chúng ta nhớ cầu nguyện đi thăm mộ những người tiên nhân đã qua đời và cầu nguyện cho các linh hồn. Em xin mời quý anh chị gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Con xin kính chào toàn thể quý vị. Con chào cha. Xin kính chào quý vị. Vâng, xin kính chào quý vị và chúc quý vị được một tuần lễ được đầy tràn ơn Chúa. Thank you and God bless. See you next time.